Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu. Hội người cao tuổi xã Đạo Tú với phong trào tuổi cao gương sáng. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên tiếng kêu gọi thực thi ngay lập tức lệnh ngừng bắn tại miền đông nước này. Văn phòng Kiểm soát Nhân tố Ngoài nước thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã công bố quyết định miễn trừng phạt hơn 10 tổ chức và cá nhân nước ngoài có quan hệ kinh tế và tài chính với Cuba. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức xã Đồng Quế, huyện Sông Lô đã tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu năm 2015. Tới dự có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành, lãnh đạo giáo hội Phật giáo tỉnh cùng trên 1.000 tăng ni Phật tử. Tại buổi lễ, thay mặt Chư Tôn Hòa Thượng, Đại Đức Thích Tỉnh Thuần đã nhắc lại ý nghĩa của lễ Vu Lan và nhắc nhở đại chúng phải luôn tri ân, báo ân hai đấng sinh thành cũng như tu tập theo lời Phật dạy. Vu Lan không phải là một ngày lễ hội thông thường trên bình diện tín ngưỡng, mà đó là một thông điệp nhắc nhở chúng ta biết tri ân và báo ân đối với cha mẹ. Trong buổi lễ, ngoài các nghi thức nhằm thể hiện sự biết ơn và tri ân to lớn đối với các anh hùng dân tộc và những người con đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, buổi lễ đã diễn ra nhiều nghi thức trang trọng như cầu niềm, dâng hoa, cài hoa trên áo thể hiện rõ nét ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan báo hiếu, nhắc nhở các thế hệ luôn ghi nhớ và kính trọng đối với cha mẹ, những người đã nuôi dạy dìu dắt ta trên mỗi bước đường đời. Từ lâu, hoa quả đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong mỗi gia đình. Tại các chợ trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, các loại quả có nguồn gốc từ nước ngoài đã giảm đáng kể trên các sạp hàng. Thay vào đó là những loại quả có xuất xứ trong nước như na, hồng, nhãn được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn. Theo các chủ hàng, lượng tiêu thụ các loại quả nhập khẩu từ nước ngoài có xu hướng giảm nên họ cũng hạn chế nhập về các mặt hàng này. Nếu như trước đây khoảng 60% các mặt hàng hoa quả là hàng nhập khẩu, thì hiện tại mỗi sạp hàng chỉ có gần 20% loại quả có xuất xứ từ nước ngoài. Các loại hoa quả như na, nhãn, thanh long có xuất xứ trong nước có giá thành hợp lý từ 20 đến 30.000 đồng 1 kg. Với nhiều chủng loại phong phú, được trồng theo quy trình an toàn nên được người dân rất ưa chuộng. Hoa quả nội chiếm ưu thế trên thị trường là tín hiệu vui cho các vùng sản xuất hoa quả trong nước, đồng thời cũng đảm bảo vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Qua đó, góp phần tích cực vào cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Xã Đạo Tú, huyện Tam Dương trong những năm gần đây nhờ biết khai thác tốt các tiềm năng lợi thế, đặc biệt là khai thác tốt yếu tố con người nên diện mạo kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện nâng cao. Có được kết quả này là nhờ một phần đóng góp của các tổ chức đoàn thể, trong đó có hội người cao tuổi của xã. Hiện nay, hội người cao tuổi xã Đạo Tú có trên 1.300 hội viên đang sinh hoạt tại 12 chi hội trực thuộc. Thực hiện khẩu hiệu tuổi cao gương sáng, mỗi hội viên hội người cao tuổi xã đã tự ý thức được trách nhiệm nêu gương sáng bằng các việc làm thực tiễn ngay trong gia đình để con cháu học tập noi theo. Các cụ luôn đi đầu và dạy bảo con cháu cùng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các phong trào của địa phương như làm đường giao thông, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào khuyến học khuyến tài đều do hội viên hội người cao tuổi làm nòng cốt. Phong trào của hội người cao tuổi xã Đạo Tú là luôn phát huy được cái vai trò tuổi cao gương sáng, và đặc biệt là cái phát triển hội viên, đảm bảo cái số lượng cũng như là chất lượng, nhất là trong cái phong trào thể dục thể thao, thì nâng cao sức khỏe, văn hóa văn nghệ và phong trào xây dựng nông thôn mới, động viên gia đình con cháu và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương sách của Đảng nhà nước. Mặc dù tuổi cao, song nhiều cụ luôn là những tấm gương sáng về đạo đức, về tinh thần, say mê học tập và ý thức công dân. Người cao tuổi xã Đạo Tú còn nêu gương sáng trong phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ hiếu học, tham gia công tác khuyến học khuyến tài, đồng thời vận động con cháu và cộng đồng dân cư thi đua học tập tốt, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi. Đặc biệt, phong trào ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo đã được các hội viên tham gia hưởng ứng tích cực, dạy bảo con cháu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Với kinh nghiệm sống đã được kiểm nghiệm qua thực tế, người cao tuổi của xã ngày càng khẳng định và phát huy vai trò to lớn trong quá trình xây dựng quê hương. Chúng tôi là chi hội người cao tuổi ở thôn, cũng đã hết sức kết hợp với ban ngành đoàn thể chi bộ là động viên con cháu sống thực hiện theo
pháp luật của nhà nước cũng như cái phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Đào Tú. Trong gia đình tôi luôn luôn vận động con cháu đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với thôn. Đồng thời gia đình năm 2013 cũng đã giúp cho thôn được coi là 4.500 khối đất kể cả công vận chuyển, và bản thân gia đình đã nhận cái công trình 600 mét đường giao thông nội đồng và xây cho thôn được một cái cống trị giá 300 triệu. Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Hội Người Cao Tuổi xã Đạo Tú luôn đạt danh hiệu đơn vị tuổi cao gương sáng, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện. Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức giao lưu cầu lông chào mừng kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 70 năm ngày truyền thống văn hóa. Tham dự giao lưu cầu lông có 50 vận động viên của 15 cơ quan đơn vị thuộc sở và phòng văn hóa các huyện, thành phố, với hai nội dung thi đấu là đôi nam và đôi nam nữ. Giải giao lưu cầu lông là một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 70 năm ngày truyền thống văn hóa. Là dịp để cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa gặp gỡ, giao lưu, tạo sự đoàn kết gắn bó. Đồng thời cũng là dịp thuận lợi để các đơn vị có điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn cũng như hoạt động thể dục thể thao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lạc quan, lành mạnh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên tiếng kêu gọi thực thi ngay lập tức lệnh ngừng bắn tại miền đông nước này. Lời kêu gọi trên được ông Poroshenko đưa ra khi đang có chuyến thăm tại trụ sở Liên minh châu Âu ở thủ đô Bruxelles, Bỉ. Tại đây, Tổng thống Ukraine đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker để thảo luận về tình hình Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, ông Poroshenko cho biết ông muốn lệnh ngừng bắn phải được thực thi ngay lập tức, vì nếu đợi tới ngày 1 tháng 9, không biết sẽ có thêm bao nhiêu người tử vong do các cuộc xung đột. Trước đó, chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở miền đông nước này đã thống nhất bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, tức thứ ba tuần tới, hai bên sẽ dừng mọi hành động vi phạm lệnh ngừng bắn đã được hồi tháng 2 vừa qua. Tính tới nay đã có hơn 6.500 người thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát tại miền đông Ukraine vào tháng 4 năm ngoái. Văn phòng Kiểm soát Nhân tố Ngoài nước thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã công bố quyết định miễn trừng phạt hơn 10 tổ chức và cá nhân nước ngoài duy trì quan hệ kinh tế và tài chính với Cuba. Trong số các doanh nghiệp được đưa ra khỏi danh sách trừng phạt theo lệnh cấm vận của Mỹ có hãng hàng không của Nicaragua, ngân hàng Bergen International của Kuwait và công ty hàng hải Sena Shipping của đảo Sip. Ngoài ra còn có hai doanh nghiệp chuyên về thiết bị viễn thông của Venezuela và Đức. Trong khi đó, những người được Mỹ miễn trừ trừng phạt lần này chủ yếu là người Panama. Bộ Tài chính Mỹ chỉ đăng thông báo tại website chính thức của mình, song không công bố thêm chi tiết. Nhiều nhà quan sát coi đây là động thái góp phần giảm nhẹ cấm vận Cuba. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Tổ chức Chữ thập đỏ Hàn Quốc đã đề xuất với phía Triều Tiên họp tại làng biên giới Bà Môn Điếm để đàm phán về việc tổ chức đoàn tụ cho các gia đình ở hai miền. Các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai miền Triều Tiên kết thúc hôm 25 tháng 8 vừa qua đã không chỉ tạm thời chấm dứt căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên, mà còn đạt được một thỏa thuận quan trọng khác là tổ chức các cuộc gặp cho những gia đình bị chia cắt sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Hầu hết những người này đã cao tuổi và đây có thể là cơ hội cuối cùng để họ được gặp người thân. Sau lần đầu tiên được tổ chức năm 1985, tính đến nay mới chỉ có 19 gia đình ở hai miền được đoàn tụ, lần gần nhất là từ tháng 2 năm 2014. Nhấn mạnh về khía cạnh nhân đạo, phía Hàn Quốc muốn các cuộc đoàn tụ này trở thành những sự kiện được tổ chức thường xuyên. Facebook hôm 27 tháng 8 đã công bố kỷ lục mới với 1 tỷ người truy cập mạng xã hội này chỉ trong một ngày duy nhất hôm 24 tháng 8. Tổng giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg thông báo về kỷ lục mới này trên tài khoản Facebook cá nhân. Trong báo cáo doanh thu cuối tháng trước, Facebook cho biết lượng tài khoản đang hoạt động của Facebook đã tăng thêm 13% so với năm trước, đạt 1,49 tỷ người dùng. Số tài khoản Facebook hoạt động trên điện thoại di động đã tăng lên 1,31 tỷ. Cũng trong ngày 27 tháng 8, Facebook cho biết đã xây dựng công cụ mới giúp những người tạo ra các video có thêm công cụ bảo vệ sản phẩm của họ, không bị sao chép bừa bãi trên mạng xã hội. Với công cụ mới, các chủ nhân video có thể đánh giá rất nhanh chóng và chính xác trong số hàng triệu video được tải lên mạng xã hội những cái nào trùng khớp với video của mình. Nếu phát hiện thấy video của mình bị sao chép trái phép, họ hoàn toàn có thể báo cáo với Facebook để yêu cầu gỡ bỏ. Facebook dự định sớm đưa vào thử nghiệm công cụ này với một nhóm các đối tác, trong đó có một số hãng truyền thông. Cảnh sát Áo đã phát hiện khoảng 20 thi thể bị chết ngạt trong một chiếc xe tải đỗ trên đường cao tốc gần thị trấn Padov, ra biên giới Áo-Hungary.
Theo lực lượng cảnh sát áo, chiếc xe tải này đã được phát hiện vào lúc 11 giờ theo giờ địa phương ngày 27 tháng 8 và cảnh sát đã ngửi thấy mùi tử thi khi tiến hành kiểm tra xe. Hiện công tác điều tra vẫn đang được cảnh sát áo tiến hành. Cảnh sát cho biết số người chết được cho là có thể lên tới 50 người. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết sự việc kinh hoàng này đã gây chấn động cho các nhà lãnh đạo châu Âu khi đang tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước Tây Ban Căng ở thủ đô Viên Áo. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt kỷ niệm để tri ân công lao của các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện này tại Nhà hát lớn của tỉnh. Thời gian từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút sáng mùng 1 tháng 9 và chương trình nghệ thuật chào mừng từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút cùng ngày tại sân khấu Quảng trường Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.